Rồi, xin chào anh em nhé. Hôm nay mình mới lắp ráp xong một con máy. Cái đế này này là đế của cái máy máy phay hai đầu, à máy phay hai mũi, máy phay hai mũi nha. Tất cả đều của Nhật hết nha. Còn con này là mình tháo hết cả bộ phận ở dưới ra nên mình lắp cái này lên cái đế này nha. Mình chế thêm này. Đây là cái đồ mình chế thêm. Chế thêm nhưng mà quay rất nhẹ nhàng nhá. Mình quay bằng hai ngón tay luôn này. Đó, nhưng mà nó lại hạn chế được có mộng của nó chỉ hạn chế được 7 phân rưỡi này. 7 phân rưỡi 8 phân này. Đó. Qua đi qua lại thì rất nhẹ nhàng. Đó, qua đi qua lại rất nhẹ nhàng nha. Tất cả đầy đủ hết nha. Có cái máy này là mình tháo bỏ đế này. Còn cái đế này thì mình tháo bỏ máy này. Đó. Qua đi qua lại vẫn bình thường như là cái máy phay nha. Đó. Mình chế lại ở cái sắt V này. Cái này đi tiện này, còn là cái này mua thanh gen này. Anh em ai chế được thì chế ai chế thì cứ chế nha. Mình đây chia sẻ thôi. Còn đâu anh em nào cũng lười không chế thì mình bán nhá. Anh em ai chế thì nếu có vấn đề gì tham khảo hay là chia sẻ thì alo cho mình nhá. Cái máy này mình bán giá 3,5 triệu nha. 3,5 triệu nha. Đó. Rồi mình bật máy test thử nha. Test thì còn thử nữa đây. Đây là cái gỗ thông nên là nó không chắc bằng cái gỗ kia nên là nó bị xước ở trên này nha. Còn đâu nếu mà gỗ mình hay làm là gỗ lim đấy, khuôn cửa hay làm gỗ lim ấy thì nó không bị như này đâu nha. Đó, anh em để ý nha, đây là gỗ thông đó. Mình test lên gỗ thông nó rẻ tiền đấy. Xích này thì nói chung là nó ăn gỗ càng cứng thì càng ngon nha. Đó, thì nó càng bị nó không bị xước này đâu. Nó cũng bị xước nhưng mà bị xước ít thôi. Đó. Quay đi quay lại nhẹ nhàng nhá. Có anh em chế được thì anh em chế nha. Chế mua đồ mình bán nha, mình bán thì mình bán cái bộ này thì rẻ đi được mấy trăm đấy, anh em cứ chế đi mình bán rẻ cho. Đó. 3,5 triệu thì mình lấy 8 mấy trăm tiền chế thôi. Đó, anh em mang về chế thì mình bán rẻ đi chắc phải 1 triệu ạ. Nha. Rồi xin chào anh em nha.